mấy bạn đồng nghiệp của em thì lại nói là mày sao mày, tao thấy mày yếu đuối quá, mày có bị BD không, mày có bị BD không, bữa nào đi với tao tao chỉ cho đi cái đó đó. Mời bên đàn trai. Rồi chào em trai, ngồi đi em. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào bạn nữ bên kia, chào tất cả khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Văn Đô, em 27 tuổi, quê em ở Kiên Giang. Hiện tại em đang là bảo trì xe máy ở công ty Hoàng Minh ở Biên Hòa. Đô nha, tên là Đô. Em là Đoàn Thị Huỳnh Mai, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Cà Mau và làm việc ở Cà Mau luôn. Kiên Giang, Cà Mau cũng hợp lý nha. Bây giờ mình hãy cho biết được cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Đô. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết sửa xe, với lại em cũng chịu khó. Tức là giờ có xe máy hư là không lo đúng không? Dạ đúng rồi. Điểm của em là em cách anh nói chuyện nó không được khéo léo. Thứ hai em cũng hơi nhát. Cách giao tiếp trong cuộc sống thì nó cũng không có được thuận lợi cho lắm. Mời đàn gái. Dạ em biết quan tâm mọi người, vui vẻ, hơi nóng tính. Tạo nóng đến nỗi mà em nói nhiều luôn á. Chỉ khi nào ai mà nạt lại thì em mới nín thôi. Nóng lắm thì cũng càm ràm chứ không làm được nhau gì đâu. Hiền thì... rồi, nghe cái giọng thấy hiền rồi. Thì em có ngại vấn đề yêu xa không? Yêu xa thì em không có ngại, quan trọng là có tin tưởng nhau hay không. Tháng em về quê mấy lần? Dạ thường thường thì khoảng 4-5 tháng là về thăm mẹ một lần hoặc. Nếu là... giờ có người yêu thì về thêm mấy lần nữa? Chắc về nhiều lần. Trời ơi thấy không? Có người yêu về nhiều lần mà có mẹ về 5 tháng có một lần. Mình là cha là mẹ nuôi con, khi lớn lên lấy vợ nuôi vợ không, lo vợ không. Rồi bây giờ thì mình nói tí xíu về tình trường đi ha. Em quen hai mối tình, ấn tượng nhất là mối tình đầu tiên là quen được 2 năm là do ảnh gia trưởng quá, em chịu không nổi. Gia trưởng như thế nào? Giống như em liên thông đại học á, ảnh không cho, ảnh nói là con gái học nhiều không tốt. Ừ, chia tay là đúng. Hợp lý hợp lý. Mong là bạn nam đó cũng coi chương trình. Đại học mà không cho thiệt đúng. Bên chàng trai bên đây nãy giờ cười mũm mĩm mũm mĩm, bây giờ đang chờ gặp đó. Em có mấy mối tình rồi mà em ngồi cười? Dạ, em thì có một mối tình hồi năm 2014 thì nói chung hai đứa em quen thì cũng gần một năm. Có lần đó là đi cũng đi ăn cơm, rồi mình bạn gái em cũng có đi theo rồi xong rồi có một người đồng nghiệp cũng đi theo, cũng là bạn nữ. Như bạn đồng nghiệp đó hỏi thăm xong mình cũng lịch sự, mình cũng trả lời rồi mình cũng đi theo, thì cái bạn gái của em giận, dạ ghen, em có xin lỗi. Nhưng mà cái quan hệ của em với người bạn của bạn gái em á có gì đi xa không hay là chỉ nói chuyện thôi? Dạ có, thì quen một năm thì cũng có nhiều. Lại là hai đứa làm chung mà. Ủa cái gì vậy? Khoan thắng lại. Anh đang hỏi là... Ông có hiểu câu hỏi không vậy? Nhầm nha, coi chừng nhầm nha. Bữa đó em đi ăn dạ, chung. Dạ em hiểu rồi, em với bạn đồng nghiệp kia không có gì. Không có gì, không có gì. Vậy không nên em mới nói có gì, em nói có tình cảm sâu đậm. Không, 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 không. Vậy nói lộn đúng không? Dạ em nói lộn, em xin lỗi. Đó là một mối tình, còn mối tình nào nữa không? Có sửa xe đó thì cũng có quen, lần đó thì cũng có cô đó vô cũng mua xe trong cửa hàng, thì mình cũng có xin số làm quen, nhắn tin qua Zalo này kia rồi mấy lần rồi quen được hai ba hôm thì có gõ vô là uống trà sữa, xe thì cũng có được đặt một số cái, thì xong khi mình sửa giùm mình cũng biết nhà này kia, xong qua gặp ba thì cũng quen với ba cổ thì cũng nói chuyện một hai câu, xong rồi lãnh lương rủ nhậu. Tài lanh mà, đi qua rủ nhậu mua thùng bia, chiều mình đã báo trước cho chú rồi nhưng mà chú nói ừ thôi qua đi. Nhưng mà không có cho bạn, cái bạn mà mới quen á là biết. Nhưng mà cuối cùng về chú không nhậu là em buồn. Từ đó là bạn gái giận. Thùng bia về. Sao thùng bia về làm ngại. Khách đồ mồi về luôn. Dạ đúng rồi. Trời đất ơi. Sao chú không nhậu? Đúng rồi, đúng ra phải để thùng bia để mồi lại. Bộ mua mồi gì vậy? Thì bữa đó mua lẩu bò. Lẩu bò gì nữa? Lẩu bò với lại một con gà quay. Gà quay luôn? Dạ. Ừ, đã ta. Chắc tối đó đem về mình ăn mình luôn hả? Đúng rồi, buồn lắm chị ơi. Buồn lắm hả? Dạ. Rồi mấy cái mà đi vô mà xin số điện thoại rồi rửa xe, sửa xe giùm rồi xong cái sửa xong cái nhiều đi luôn. Nhiều lắm, em nói chị nhiều lắm. Thấy gái là vô liền, chụp liền. Công việc của em thì nó rất là dễ. Tại vì bảo trì xe thì mình không phải là cố định như mình đi làm công ty. Tên đô mà không có đô. Không có đô. À, đô chỗ nào? Đô chị bự lắm. Ngon gồng nữa, đô dữ lắm luôn. Ở trong đô lắm, ở trong đô lắm. Nhìn mới biết, ở ngoài nhìn vậy thôi. Đô cỡ nào? Đô thôi, như là... đừng hỏi nó nói thiệt á. Có ai nói em ấy không? Có, mấy bạn đồng nghiệp của em thì lại nói là mày sao mày, tao thấy mày yếu đuối quá, mày có bị BD không? Mày có bị BD không? Bữa nào đi với tao, tao chỉ cho đi cái đó đó. Nhưng mà em lại từ chối.
thì khi mà mình từ chối xong thì mình lại mày, tao biết mày chắc rồi, bị rồi. Không mà đi cái đó đó là đi đâu? Đi cái đó đó chị, đó đó. Thôi đừng hỏi nó, nói thiệt nữa giờ đó. Thôi thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Em có giới tính thứ ba không? Không. Chắc không? Nếu mày giới tính thứ ba em đâu có tìm bạn gái làm gì. Em ở nhà cho sướng. Thời chào con gái. Dễ thương, anh này anh vui tính lắm. Em muốn người yêu của mình là một mẫu hình như thế nào? Cao hơn em, tại là em cao 1m55 mà. Bên đây 5'6 được không? Cái đó em không biết. Trung thực, thẳng thắn, biết tôn trọng ý kiến của em. Anh này anh trung thực tới mức hỏi gì nói đó luôn á. Nãy giờ nói chuyện em hình dung anh Đô bên đó là một người như thế nào? Anh thật thà. Tin Đô thì chắc cũng có hơi đô một tí rồi đó. Không có đâu. Sai luôn, đừng bao giờ em, đừng bao giờ đánh giá người khác dựa vào cái tên. Bây giờ em không thích điều gì ở đàn ông? Nóng tính như ghen, với gia trưởng. Em sợ gia trưởng đó. Anh này dễ thương lắm. Em không có gia trưởng. Em có hút thuốc uống rượu không? Dạ không. Không có đúng không? Rồi tốt rồi. Bây giờ em muốn tìm người yêu thế nào nói cho bên kia nghe đi. Ngoại hình bạn gái thì ưa nhìn, dễ thương. Cao khoảng 1m50 trở lên là được. Bên đây 55 nữa. Dạ. Em về Cà Mau không? Dạ về. Về nếu người yêu là về đúng không? Hay quá. Dạ. Về sửa xe không? Dạ sửa. À vô sửa xe cho vợ nè. Cho ba vợ nè. Cho má vợ nè. Cho gia đình vợ nè. Sửa xe hàng xóm của vợ nè. Như đó đủ ăn rồi đó. Em hỏi bên đó có hói với hồ không anh? Hói không chịu hả? Hói không chịu. Sợ nếu mà sau này mà vậy như hai đứa hợp nhau rồi lấy nhau về á, sợ con mình sanh ra nó hói thì sao? Có những người không, hồi lúc đầu có hói nhưng mà về vợ càm ràm quá hói á. Chứ bây giờ muốn mà hói hay không hói khó đoán lắm. Khó lắm em. Tóc giả là hói gì, người ta lấy mấy gì gọng người ta dán vô đây xong người ta lấy vợ về ta mở ra lúc đó biết còn mệt. Tóc giả gọi là bây giờ là nó kinh khủng lắm, sao hết. Hói đừng có lo, lo không có tiền hay không thôi. Đúng rồi. Bé gái, hôm nay em đi với ai? Em đi hai chị với một em. Chào chị Nam Thư, chào anh Quỳnh Linh. Em là chị thứ tư của bé Mai. Nhà em năm chị em gái. Bữa nay đi lên thì chỉ có 3-4 chị em lên, còn chị thứ ba ở nhà có công chuyện. Em thấy bạn cũng được. Chào chị ạ. À, bạn có ngại gì Cà Mau ở không bạn? Được. Nếu mà ở đó công việc của anh nó cũng ổn định thì anh sẽ được. Đây chị hỏi chứ không phải là... Bạn không biết uống rượu bia à? Mà lúc nãy em nghe nói là khi mà bạn quen cái mối tình thứ hai á, uống ít là bạn... Em xin lỗi là em không hút thuốc nhưng mà em chỉ có uống ít thôi. Trong cuộc sống thì mình cũng có những giao tiếp bạn bè hay là đồng nghiệp thì mình sẽ có uống ít, có chừng mực thôi. Chứ không phải là nhậu xỉn tè le tùm lum hết thì em không có. Tè le rồi ha. Bạn mà uống ít, bình thường rượu bé Mai uống 3 lít. Rồi bạn tính làm sao? Chắc em theo em chở bé Mai về quá. Trời ơi, tôi nhầm người không ơi. Để tôi tưởng bên kia không biết uống. Có 3 lít không Mai? Em cao quá có 1 lít thôi. Thôi thôi. Giờ đô em uống bia em được nhiêu lon? Bia thì em chỉ uống Tiger nâu á. Thì có khoảng 3 chai hoặc 2 triệu rưỡi thôi. Còn lít, còn rượu á thì uống lít, là được. Lít. Rượu em đúng uống được khoảng nhiêu lít đô? Em thì chắc uống được 2-3 ly rồi chị Năm Thư ơi. Tại dân Cà Mau nhậu rượu không à? À. Bạn lấy vợ rồi, vợ bạn là về ở gia đình bạn hay là làm sao? Thì cuộc sống của em thì còn mẹ ở quê, hiện tại em đang đi làm thì nói chung là cuộc sống mình ở đâu mình làm ra tiền thì mình ở đó thôi chứ cũng không nhất thiết. Tức là bạn, tương lai. Bạn trai dạ, thứ dạ. Hay út anh? À, bạn. Em là con trai ở trong nhà, là có một mình em thôi. Giờ lấy vợ về ở đâu? Dạ, hiện tại thì em cũng chưa có nhà riêng, hiện tại em đang ở thuê. Thì nếu mà bé Mai mà về với em xong sau này hai vợ chồng thì em sẽ cố gắng dành tiền để mua nhà. Mua ở đâu, ở Kiên Giang hay Cà Mau? Thì sau này hai vợ chồng cùng tính. Ở đây. Đâu thì mua đó đúng không? Dạ đúng rồi, ở đâu thì đang phát triển thì mình sao đó. Tức là giờ không bắt buộc là lấy Mai về phải làm dâu. Dạ, nếu mà bạn làm dâu thì càng tốt. Rồi, cảm ơn nhà gái. Em đi với ai? Dạ, hiện tại em đi với một người em bằng gì? Dạ, em là Võ Văn Dũng, đến từ Kiên Giang. Mẹ của anh Đô là thứ ba, mẹ em thứ tư. Hiện giờ em đang định cư ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Tưởng đâu đang định cư ở nước ngoài. Dạ. Dạ, nãy giờ theo em thấy cô Mai có một công việc ổn định, đang làm việc tại quê nhà. Thì thấy hai người thì tính tình thấy cũng hợp. Anh có gia đình chưa? Dạ, em có gia đình, con em năm nay 11 tuổi.
quê ở trong sâu, vùng sâu. Sau này đi về quê chồng nó cũng khó khăn, phải qua sông qua đò nhiều lắm. Rồi không biết là mai có sau này về làm dâu rồi có chịu cực khổ về đó không. Mũi rồi dữ lắm, nhiều lắm. Cái đó, mũi chích ghê lắm. Hồi hai anh em kia, nhà này tôi dạ. Thương quá mọi người ơi, thiệt. Tả một hồi. Hồi đó em Kiên Giang cũng quen vợ em mà vợ em ở tận mãi mình Bình Định nè. Dạ. Dạ em cũng dụ dụ về dưới chơi bị mũi chích nhiều lần rồi mới chịu làm vợ em đó chứ mà. Dạ. Chứ ban đầu người ta cũng sợ dữ lắm. Dạ. Hiện bây giờ dì ba đó cũng như trong gia đình và các dòng họ không ai phân biệt là dì ghẻ con chồng gì hết, gọi lên dì của mình là dì ba. Là hiện giờ đó là dì là mẹ kế đó. Mẹ kế của anh Đô á. Mẹ anh Đô mất rồi à. Rồi dượng ba của em đó là ba của anh Đô á, lấy vợ sau này đẻ được một con gái là bây giờ là em út của anh Đô. Còn à, anh Đô là chỉ có mình con trai với ba chị gái lớn vậy đó. Hơi lòng vòng quá hả. Để khi nhiều khi người ta còn là con gái, bây giờ mình chưa có quyết định gì được mà mình không nói thiệt lên á, nhiều khi người ta lỡ bấm cái nút cái chuông gì đấy, cái nó đổi qua cái trái tim màu hồng, cái là nó lỡ dở đời con gái người ta luôn. Con anh học lớp nhanh. Mấy rồi? Dạ con của em học lớp 6. À vợ anh dạ. Làm gì? Vợ em làm công ty may giày da của Hàn Quốc á. Vợ hiền con ngoan lắm. Ráng nha. Dạ, ráng nuôi dạ, con dạ, học đàng hoàng nha. Dạ 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 anh. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn dạ. Anh rất là dễ thương. Bây cảm giờ, ơn anh em. Rồi bây giờ cho hai người gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu đi Đô. À, anh có món quà tặng cho em. Anh cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Anh đúng rồi, cái xin dạ. Gồng tượng trưng cho tình yêu. Thì lần đầu tiên anh nhìn thấy em á thì xinh, dễ thương, hơn sức tưởng tượng của anh. Em thì em cảm nhận về anh á thì anh thật thà. Anh thật dữ lắm, thật luôn. Thật kiếp mà thay kêu rửa xe kiếp là rửa hoài luôn, rửa hoài luôn. Dễ hiền nữa. Rồi thêm cái là khi mà nói về mẹ của anh á thì em cảm thấy là anh rất là thương mẹ. Em cũng vậy nên em cũng rất là thương mẹ em. Cũng như là công việc của em á, hiện tại á, là làm theo giờ, theo ca. Ca tối á, về rất là trễ. Mà nhắn tin hoặc là điện thoại em không có thể nào em cầm điện thoại được hoặc là nhắn tin được cho anh á. Tại cái môi trường của em á, là không có sử dụng điện thoại. Thì lúc đó anh nghĩ như sao? Không, anh rất là bình thường. Tại vì anh cũng từng làm dịch vụ giống như em. Đồng cảm là chia sẻ như vậy thôi. Một khi mà mình thương nhau thì mình phải hiểu cho nhau hết, chứ không có đụng mọi cái mọi giận. Mọi cái mọi giận thì anh cũng không thích. Dạ. Em có thể lên Đồng Nai làm cùng anh được không ạ? Anh mà nó hỏi em vậy thì rất là khó đúng không? Cái đó từ từ cũng được. Anh có thể là sắp xếp công việc cho em hiện tại là ở đó không? Được. Nếu mà giả sử vụ đó anh giỏi lắm, chạy cho nhanh lắm. Tại vì ba mất thì cũng còn mẹ thôi, thì mình cũng phải tự lập mình vươn lên. Lâu lâu anh được nghỉ thì anh có thể là xuống thăm em. Xa thì anh cũng không có sợ xa đâu. Hai đứa mình mà thương nhau rồi thì dù xa ở đâu người ta đi cũng được. Người ta từ nước ngoài ta qua đây người ta cưới vợ cũng được mà. Nói chi là mình. Anh thì được cái anh hơi ốm thôi, nhưng mà được là nó không có bệnh. Anh được cái anh hơi ốm hả anh? Dạ. Công việc của em thì nói chung em cũng siêng làm. Nhiều khi đi làm rồi buổi trưa đi sửa xe rồi thôi để thôi gán đi gán cái qua giờ, thì nhiều khi mình ăn không đúng giờ với lại không có đúng chất bên kia thì nó cũng. Anh cũng ăn đâu có đúng giờ đâu mà sao anh mập dữ vậy. Hai bạn có món quà tinh thần gì tặng cho nhau không? Nhảy. Có không? Thì đến cái chương trình thì cũng như tặng cho tất cả mọi người ở đây cũng như là bé Mai ở trên này là anh chị Quyền Linh và chị Năm Thư, thì em xin hát một đoạn của cái bài Phố Đêm. Tuy nó không có được hay thôi nhưng mà nó cũng tinh thần là nó vui. Phố đêm. Phố đêm đèn mơ vắng vắng, màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ còn trong. Phố đêm. Em quên lại cho em qua được không? Phố đêm nữa rồi. Phố đêm. Phố đêm. Phố đêm. Thử rồi, 2, 3. Phố đêm. Phố đêm. Dạ, em. Ở 2, 3.
phố đêm đèn mơ vắng vắng. Rồi bây giờ mời Mai đứng dậy, Đô đứng dậy, em nắm tay rồi hai bạn nắm tay nhau. Rồi nhìn nhau bắt nắm tay, là bắt em tay. Cho một cơ hội để mình có thể là chưa mà em hãy tin ở anh, anh sẽ là lo cho em. Nếu mà anh thật sự biết quan tâm hoặc là nghĩ tới tương lai á, được. Đô có rung động với cô gái? Dạ có, tim em đánh thầm thập vậy. Anh thấy chàng trai trước đối diện trước mặt mình hợp với mình hay không? Hợp. Dạ. Anh Linh vậy. Rồi, cảm ơn hai bạn. Chúng ta cảm giác rằng đây là một nửa yêu thương của mình thật sự thì mới bấm nha các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Wow, chúc mừng. Cặp đôi này rất là dễ thương, nắm tay nhau đi. Hôn cái nụ hôn đầu tiên. Em xin phép hai chị và chị kia cho em được hôn bé Mai một. Dạ. Lâu quá ai cũng chưa hôn anh. Nè, anh nói giỡn thôi em nói giỡn. Đi. Anh hôn má nghe. Thay mặt chương trình chúc cho các bạn gặp thật nhiều may mắn trên con đường đời của mình. Những chiếc vé xem phim của Cùng Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn phần quà từ thương hiệu Vietsun Travel là một cặp vé du lịch Dubai trị giá 60 triệu đồng. Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân, Vietsun Travel với hơn 15 năm kinh nghiệm tổ chức tour du lịch trong nước và quốc tế. Cùng Vietsun Travel tận hưởng giá trị cuộc sống. Và đây là phần quà dành cho hai bạn cho buổi hẹn hò đầu tiên, sẽ là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng. Và đặc biệt là một voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới trị giá 12 triệu đồng, được tài trợ bởi thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Hãy tiến về phía trước để tìm lấy tình yêu của mình. Dễ thương hết sức. Thì từ trước tới giờ em làm bản hẹn hò, em chưa một cái số nào mà em cảm thấy là em vui, em cười nhiều thoải mà em thoải mái. Khi mà đặc biệt là Đô á, nói chuyện với bạn em cảm thấy thoải mái, nhưng mà vẫn không giải trí bằng nói chuyện với người nhà của Đô. Cảm ơn anh. Dễ thương. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo của bạn muốn hẹn hò. Xin mời.